mới vừa mua cơm xong. Đây là đường Tôn Thất Thuyết. Tôn Thất Thuyết là Hữu Tảo nha. Muốn vượt qua cũng không vượt được nữa, rất là khó vượt, đông quá, đường hẹp đó. Đây là cứ chạy ở đây thấy cái xe bự đó, nó từ ở trong cái pha la vi, cái pha la vi tức là cái pha nước nước khoáng la vi là ở đây nè. Đây là đường Tôn Thất Thuyết thì ở dẫn mình ra công viên Khánh Hội. Ở đây có một cái chỗ Sô Ca Chun Ca Chiếc gì đó. Chạy S khách mà chạy sắp đi phút. Có gì nó xa xa, có gì nó hơi ảo diệu. Đây là công viên